mấy bữa nay mấy người kia kêu tôi bắn dở quá cho nên là tôi phải thuê một cái cao thủ, đúng không? Các bạn phải giúp tôi thuê cao thủ nào đó xịn nhất trong này. Và kết quả cuối cùng đó là Rambo đứng thứ nhất, 60% mình chọn các bạn ạ. Từ 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 từ, Rambo kỹ thuật cao. Ok, thế thì bây giờ mình sẽ thuê Rambo nha. 1 triệu đúng không? Trời, tôi có mấy Rambo fit kìa các bạn. Hay là bây giờ các bạn cho tôi một cái sự lựa chọn nào đó, Rambo fit không? Trời, tôi cũng tiếc tiền lắm bộ. Ngày nghĩa Rambo chỉ có 2.000 một giờ thôi các bạn. Ôi, Rambo 5 chỉ có 5.000 một giờ. Chắc là Rambo lúc 5 tuổi đúng không? Rambo bản xịn mắt quá à. 1 triệu lần. Trời ơi. À, Rambo nói chuyện vui lắm mà. Đúng rồi, tôi cần những sư phụ mà kiểu vui tính như thế để mình khỏi áp lực, các bạn hiểu không? Ok, Rambo. Bây giờ chúng ta ai mà muốn Rambo chơi cùng với mình thì cho số 1 đi. Tôi chưa bao giờ xài cái này, nhưng mà bây giờ nếu mình ấn thuê mà người ta bận thì sao ta? Bây giờ người ta thuê như kiểu là người ta đang bận đi chơi với mũi ghệ, đang chơi với gái rồi sao? Ấn thuê nha. Chắc nha các bạn. Chắc nha. 1, 2, 3. Cút xa gà chết rồi. Thời gian thuê các bạn, thuê thử 1 giờ, thuê thử 30 phút được không? Trời, không có 30 phút luôn á, trời ơi. Keo kẹt thiệt luôn á, cho người ta phải thử chứ, người ta phải test thử chứ đúng không? Tôi đề nghị là cái trang thuê cao thủ này nên có những nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng. Khách hàng thì thường thường người ta 1 giờ thì người ta thử thì nó hơi nhiều đó. Đáng lẽ chúng ta thử thì tầm cỡ 10 phút. Bình thường tôi chơi một game thì chỉ có 5 phút thôi. Cho nên là 10 phút là chơi được 2 ván là chúng ta có thể biết được là có nên đi không. Rồi ok, 1 giờ. Xin chào. Mình phải thể hiện thành ý chứ các bạn. Mình chơi cũng tạm tạm. Mình muốn chơi cùng bạn. Một giờ nha các bạn. Được chứ. Đấy, chúng ta phải thể hiện thành ý các bạn hiểu không? 1 giờ nha. Tại sao không có 30 phút vậy? Thời gian chờ 5 phút. Ok, thời gian chờ 5 phút. Mình phải sẵn sàng cho ông sư phụ vô các bạn. Thời gian là vàng bạc. Xin chào. Trời ơi, người ta không chơi kìa. Hai. Người ta đã bỏ tiền ra rồi mà. Ủa, vậy là nó vẫn trừ tiền hả? Các bạn, tôi sẽ phóng to cái số tiền này lên cho các bạn thấy. Ủa là sao vẫn tính tiền rồi vậy? Chấp nhận rồi. Đó, 59 này nó vẫn đang chạy mà đồng hồ đang chạy kìa các bạn. Sao giờ? Trời ơi, nó hủy rồi kìa. Là sao giờ? Tại sao chưa trả tiền lại cho tôi? Người ta hủy rồi kìa. Trả tiền lại cho tôi, trời ơi, sốt ruột quá à. Trả tiền đây. Người yêu anh bô ghen đó. Ủa gì vậy? Tôi thuê sư phụ mà. Chứ tôi có tính trộm đâu. Thôi thuê Misi 5k đi. Thuê Misi 5k hả? Thuê Misi kìa các bạn. Misi 5 triệu lần đó. Em năm lại. Bao nhiêu giờ? Trời má, mừng quá, tiền của tôi về rồi các bạn. Một chiều của tôi về rồi các bạn. Bây giờ chúng ta thuê ai bây giờ đây? Thuê ai các bạn có thể cho tôi một cái tên mà nó có thể là người ta có thể rảnh được không? Ừ, người ta có thể rảnh được không? Chứ người ta đang chen tim mà các bạn cho vô đây làm chi vậy? Random hả? Random 1 giờ. Bây giờ mấy người phải cho tôi một cái tên gọi là sáng giá ở đây đi chứ. Thái Linh Hương nè, bận rồi. Milona 1 triệu. 1 triệu lần hả? Vậy bây giờ ai bây giờ? Dũng CT làm gì có. Misi 5k, ok. Tôi sẽ test thử Misi 5k. Migutan là trai hay gái vậy? Migutan là trai hay gái vậy các bạn? Nè, đã sẵn sàng này các bạn. Con gái hả? Xinh nhở? Nhưng mà người ta không trả lời nè, là đang bận hay là gì ta? Ây, trả lời kìa men. Chào bạn. Ơi, gái trả lời mình rồi các bạn ơi. Bạn chơi game gì? PUBG hoặc là
cái trả lời đi các bạn ơi. Trời ơi, nhìn cái avatar xinh lắm. PUBG nha, mình chỉ đánh liên minh được server Japan thôi. Ủa vậy là người Nhật kìa. Gửi link Discord cho mình đi chứ. Mẹ rồi, Discord của tôi bị hỏng rồi, bây giờ làm sao? Oh my god, bây giờ tôi bị hỏng Discord rồi, còn cái nào để có thể nói chuyện được với người ta không vậy? Alo, link Discord. Trời ơi, Discord của tôi bị hỏng rồi. PUBG kìa các bạn. Papa. Alo. Papa. Ai vậy? Nói đâu vậy? Papa. Áo nhỏ kìa kìa má. Ở đâu vậy? À, quên quên quên. Vậy là tôi đang ở trong Discord, nhưng mà Discord tôi chỉ nghe được thôi, tôi không nói được. Trời ơi. À đây 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 đây, có người đã giúp giúp tôi cái link. Trời ơi, nhưng mà mấy má tém tém nha. Từ 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 để tôi dặn tém tém. Tém tém. Da mấy mẹ người đa sợ chạy đó. Ok, tôi đã thuê được một bạn gái người Nhật các bạn ơi. Đây là thanh niên Migu của chúng ta đây mà. Một thanh niên Nhật Bản. Xì tai rất là lồng lộn. Xì tai thiêu lồng lộn nha. Có đứa nào muốn chơi chung với tôi không nè? Trời ơi, vô có gái nè các bạn. Đang đang bật cái màn hình Discord rồi, bên dưới góc hình ô su su á, bên dưới cuối cùng. Bên dưới góc hình ô su su cuối cùng. Từ từ xuống đất đã ba. Trời ơi, nó có có gì cái mít, cái hình cái mít bên dưới á. Từ 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 từ. Cái mít góc trái bị tắt kìa. Có hình cái mít. Ủa cái đó tôi bật lên mà không được chứ bộ. Trời ơi, có đứa kìa, trời ơi. Ôi, có người nhảy chung với mình nè. Nói chuyện trên Discord không được thì nói chuyện trong game đi. Su ơi, Không tên là nói Su được hay là tên luôn gì bà đấy? ơi. Sao lát dữ vậy? Ui. Ủa, Miku chết rồi. Phải cả rồi. Nó nói là hả? Bạn ấy chỉ chơi được cái gì nhỉ? Quên mẹ rồi. Là phiên bản Nhật thôi, chứ không có phiên bản Việt Nam các bạn nhớ. Cho nên là không có alo alo, chứ alo alo tôi xài được. Lắc quá hả? Vậy chắc là tại mình mở hai kênh đó. Vậy để mình tắt bên YouTube đi nha các bạn. YouTube mà muốn xem tiếp thì các bạn qua Nemo TV nha. Ok. Nhưng mà TV nhóm bạn, cái link mình để trên caption ấy. Ok, chúng ta sẽ gặp lại nhau sau. Và cuối tuần này sẽ có một cái MV nha các bạn. Nhớ theo dõi nha các bạn nhà YouTube nha. Ok. Bye bye.